Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồ Quang Hiền Vlog. Anh em nào chưa sub kênh thì đăng ký ủng hộ cho mình phát nhá. Hôm nay thì tiếp tục trong cái bộ series video hướng dẫn về viết blog kiếm tiền, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái video thứ hai. Đó là cái cách để chúng ta có thể đăng ký được một cái blog miễn phí nha các bạn. Blog web thì chúng ta có nhiều cái nguồn nền tảng, nhiều cái nguồn để chúng ta có thể xây dựng lắm, và thông dụng nhất hiện nay đang là website, cái dạng viết trên mã nguồn mở WordPress được chưa? Thì nếu ai có thể đầu tư được thì mình khuyên là nên đầu tư, bởi vì chi phí thực ra nó cũng không nhiều lắm. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn ở một video sau. Tuy nhiên thì nhiều anh em là vì là mình chưa biết được cái khả năng thành công của cái dự án viết blog kiếm tiền này nó như thế nào, thì cũng đang trong cái quá trình học chẳng hạn, thì có thể là test qua cái công việc viết blog kiếm tiền thông qua một cái nền tảng miễn phí, đó là blogger.com, được chưa? Anh em có thể lên Google search cho mình là blogspot nhá, thì nó sẽ ra ngay cái trang blogger.com này, thì nó chính là cái nền tảng của nó. Cái này gần như là các bạn không mất chi phí duy trì host, còn nếu mà bạn nào thích nối tên miền vào cũng nối được luôn nhá. Đấy, ví dụ như các bạn có thể dùng cái nền tảng blogger, sau đó thì các bạn ở ngoài các bạn có thể mua một cái tên miền nào đó, và sau đó thì các bạn sẽ nối thẳng cái tên miền ở bên ngoài vào cái blog của các bạn được. Ok, thì tuy nhiên thì mình chỉ khuyên các bạn nếu có thể đầu tư, hãy đầu tư luôn cái website WordPress. Mình sẽ hướng dẫn ở chi tiết ở video sau nhá. Lý do là nếu dùng cái nền tảng này thì cũng được thôi, tuy nhiên thì nó sẽ bị hạn chế rất nhiều thứ. Nó hạn chế về code này, can thiệp về mã nguồn mở các thứ vân vân, rất nhiều thứ bị hạn chế. Rồi tinh chỉnh giao diện cũng rất khó hơn so với WordPress, nó không đa dạng được như WordPress. Đặc biệt đó là cái vấn đề liên quan đến hỗ trợ SEO thì nó không thể bằng so với WordPress được. Thậm chí là hiện tại thì mình thấy là do spam quá nhiều cho nên là việc SEO trên Blogspot nó khó hơn rất nhiều so với trước đây. Ok, rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một Blogspot đơn giản nhé. Rồi anh em truy cập vào blogger.com, sau đó bấm vào tạo blog của bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào tài khoản email của các bạn nhé. Rồi đăng nhập xong rồi thì các bạn sẽ nhập cái tiêu đề cho cái blogger của các bạn, ví dụ như là Hiền Quang Hồ Vlog, Hồ Quang Hiền Vlog chẳng hạn. Ok, sau đó bấm tiếp theo. Địa chỉ mình lấy luôn là cái này, viết liền, không dấu, không viết hoa, không ký tự đặc biệt nhé các bạn. Nó chính là cái tên miền để sau này các bạn truy cập vào cái blog của các bạn luôn đấy. Hồ Quang Hiển Vlog. Ok. Rồi, kiểm tra xem nó có hoạt động hay không. Rồi, địa chỉ này đang hoạt động rồi, ok. Không bị báo đỏ là các bạn tạo tiếp nhá. Tiếp theo. Tên hiển thị vẫn là Hồ Quang Hiển Vlog. Cái tiêu đề sai ấy. Đấy, cái này nó sẽ hiển thị ra ngoài trang chủ luôn nhé. Ok, như vậy là mình đã có một cái tài khoản blog. Các bạn vào phần cài đặt này. Cài đặt sau đó là chuyển đến cái phần tên miền đây. Đây, cái địa chỉ blog của mình đây. Đúng không ạ? Như vậy là mình đã có một cái Blogspot Hồ Quang Hiển Vlog. Ok, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi, sau đó thì đây giờ nó có thêm phần thu nhập, tức là nó có thể gắn được AdSense trực tiếp vào đây luôn. Hay đấy. Rồi, phần bài đăng này thì các bạn có thể tạo những cái bài đăng trực tiếp ở đây nhé. Ok, các bạn tắt cái thông báo này đi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cài một cái giao diện, cài cái chủ đề, tức là giao diện đây. Các bạn kích vào chủ đề. Rồi, dưới này nó có một số mẫu cơ bản. Đấy, các bạn có thể tùy chọn cài đặt trực tiếp những cái giao diện mà nó có sẵn ở đây. Được chưa? Còn nếu mà các bạn muốn cài những cái giao diện mới hơn thì mình sẽ dành riêng một video nào đó, mình chia sẻ các bạn một số cái mẫu theme gọi là Blogspot đẹp cho các bạn có thể tham khảo. Đây, ví dụ các bạn có thể lên search cho mình là theme Blogspot. Đấy, rồi blogger làm blog. Đấy. Rồi các bạn chuyển sang phần hình ảnh này. Đây, rất nhiều blog đẹp ở đây nhá. Đấy, các bạn có thể tham khảo, ví dụ như là bây giờ mình muốn nghịch cái blog này đi, manga này đi. Rồi, các bạn truy cập vào web, bấm vào ảnh truy cập vào web. Đấy, đây chính demo, các bạn có thể xem qua cái file demo của nó. Ok, cái này khá là đẹp. Nhưng mà hơi rối, nhìn hơi rối nhỉ. Rồi, rất đấy là cái cách mình tìm, sau đó các bạn tải về, ví dụ mình sẽ tải về cái file này đi. Đây là mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt giao diện của một cái Blogspot luôn nhá. Không biết có tải được không. Rồi, theme này. Đấy, các bạn có thể xem là cái nào nó phù hợp với mình ở đây, ví dụ cái này khá là đẹp đúng không? Không biết có tải được không, do mạng. Đấy, cái này làm trang tin tức khá là đẹp đúng không ạ? Đấy, Blogspot miễn phí đây. Đồ miễn phí nhưng mà không hẳn là không tốt nhá. Đấy. Ô, sao mình
chuyển sang lại không tải được nhé. Đây, bấm download sao lại không tải được, mất luôn. Các bạn để ý mấy cái này tải linh tinh trên mạng nó vẫn hay dính virus nhá, cho nên là các bạn cứ để ý một chút. Rồi mình sẽ tìm trang khác này. Trang này link tải ở đây, đây nhá, template xml này. Ôi giời, mấy ông chia sẻ file toàn đẩy trang gì đâu. Rồi ok, thì cái đại loại là sau này các bạn cứ tìm tải file XML về, không có thời gian nên mình không ngồi nhai đi nhai lại cái đấy được. Thì sau đó thì các bạn muốn cài đặt cái giao diện mới ấy, thì các bạn vào blog của mình tải cái file XML về nhá. Các bạn tải về cái file XML, sau đấy bấm vào nút có cái mũi tên trỏ xuống đây, chọn vào khôi phục nhá, chọn khôi phục rồi bấm tải lên. Đấy, thì các bạn tải cái file XML đấy, file giao diện đấy về ở đâu thì các bạn chọn và upload lên là nó sẽ tự động cài cho các bạn một cái giao diện mới ở trên này. Đấy, và sau đó thì chỉnh sửa các XML, tức là chỉnh code ấy, thì các bạn bấm cũng nút tùy chỉnh hướng xuống này, chọn chỉnh sửa HTML. Ok, thì đây chính là cái trang để các bạn có thể sửa code cho nó. Rồi, nó hơi phức tạp ở chỗ này, và ông nào mà không biết gì về code mà mò vào đây thì cũng gọi là như tàu hỏa nhập ma luôn, đúng không ạ? Rồi, thì thường thì những người không biết gì về code thì mình vẫn khuyên là các bạn có thể thuê các đơn vị thiết kế web, người ta có thể làm cho một cái web WordPress, mất chi phí cao một chút, nhưng mà sau này thì các bạn sẽ tiện được mình quản lý và xử lý hơn rất nhiều. Dùng Blogspot nhiều cái nó ức chế lắm, đặc biệt những người mà không biết sử dụng thì nó rất ức chế. Hoặc là ví dụ bây giờ mình muốn cài một cái theme kiểu như này đi, rồi áp dụng chẳng hạn, đấy, cài kích vào một chọn áp dụng thôi nhá, đã áp dụng chủ đề mới thành công này. Rồi các bạn bấm vào đây để xem blog này. Ok, thì đấy là cái giao diện mới của mình. Còn đăng bài thì các bạn vào phần bài đăng nhé. Đấy, hoặc là bấm vào đăng bài mới này. Đấy, tiêu đề này, nội dung bài viết này. Đấy, nó cũng dễ thôi đúng không? Rồi, những cái bố cục của trang thì các bạn có thể thiết kế ở đây nhé. Đây, phần đầu nó là cái gì, phần giữa nó là cái gì, phần bên phải nó là cái gì, phần dưới chân web nó là cái gì. Thì nó thiết kế ở đây hết, các bạn tự mò thêm nhé. Đấy, thì cái việc tạo một cái blog mới thì nó cũng chả có gì khó cả. Quan trọng là viết bài và phát triển kênh thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là các ví dụ của các bạn là có sẵn mua được cái tên miền ở phía bên ngoài và các bạn muốn cắm vào cái blog. Khi đó thì cái tên miền blog của các bạn nó sẽ không ở cái dạng là đuôi.blogspot.com nữa, mà ví dụ như là hoquanghien.com ấy. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng cái web của mình nhá. hoquanghien.com. Thì đây là web mình làm trên blog, làm trên WordPress nhá, thiết kế Hà Nội nhá. Đấy, anh em ngó qua, nói chung là bài thì cũng thuê nhân viên viết được đâu đó hơn 200 bài rồi mà không có thời gian để đăng. Đấy, anh em xem cái profile. Ok, đây. Đấy, WordPress thì các bạn có thể tùy chỉnh giao diện rất nhiều thứ. Ok, thì đó là cái blog của mình. Ví dụ bây giờ mình không thích làm cái này nữa, mình muốn đâm thẳng cái hoquanghien.com này, bắn trực tiếp sang cái blog này. Tất nhiên là mình sẽ không bắn đâu, đúng không? Cũng biết dùng WordPress thì tội gì. Rồi các bạn bấm vào phần cài đặt này, các bạn kéo xuống cho mình một chút. Địa chỉ miền tùy thích này, miền tùy thích, ai chưa đừng có mua tên miền đây, nhưng mua ở đây đắt lắm. Miền tùy chỉnh, ví dụ như là hoquanghien.com chẳng hạn. Cái này thì các bạn không thể nhập cái tên miền.com được nhé, không thể nhập mỗi cái tên miền chấm như thế này được nhé, mà bắt buộc phải chuyển sang dạng gọi là www World Wide Web. Đấy, sau đó các bạn bấm lưu. Ok, thì ở phần này nó sẽ chắc chắn nó sẽ báo lỗi như thế này, bởi vì các bạn chưa cấu hình ở phía bên cái thằng quản lý của tên miền ấy. Đây, ví dụ như là tên miền của mình quản lý ở trên Tenten đi. Ok, thì đây là trang quản lý tên miền của mình ở phía bên Tenten nhé, bên Tenten, ví dụ ở đây. Ok, thì nếu bạn nào sử dụng mua tên miền ở phía bên Tenten, tenten.vn nhé, thì cài đặt của nó để cấu hình cho cái tên miền nó đâm vào Blogspot nó cũng cực kỳ dễ luôn. Đấy, các bạn vào quản lý tên miền, các bạn cài cho tên miền nào thì chọn những cái tên miền đấy nhá, nó có cái nút bánh răng cuối cùng đây. Sau đó các bạn bấm vào cài DNS, cài đặt DNS đây nhá. Ok, cài DNS này thì sang bên này nó có một cái nút giúp bạn có thể cấu hình nhanh luôn ngay lập tức được. Đây, default Google site. Đấy, và các bạn chỉ việc bấm kích vào nút này phát thôi là ăn tiền luôn thôi, default Google site nhá. Đấy, thì sau đó thì các bạn chuyển sang bên cái thằng Blogspot bên này này. Cái lúc đầu các bạn cấu hình như thế này là nó tự động nó ăn vào. Đấy, nó không ra những cái thông báo kiểu này nữa. Ok chưa?
Đấy, thì đó là cái cách để các bạn có thể nối tên miền từ Hosting về những cái Blogspot. Còn nếu các bạn mà mua tên miền ở trên những cái nền tảng khác mà không có cái default Google Site giống như của cái thằng Tenten này ấy, thì các bạn có thể lên Google là cách nối tên miền từ, ví dụ như là mình để bên Mắt Bão chẳng hạn, sang Blogger. Đấy, từ khóa đấy thì nó sẽ có đầy từ đầy cái bài hướng dẫn cho các bạn, hướng dẫn chi tiết từng bước một. Đấy, miền tùy chỉnh này, rồi Mắt Bão lưu đấy, sau đó thì copy những cái này này sang bắt đầu cấu hình cũng là DNS của tên miền ở bên Mắt Bão này. Đấy, rồi thêm những cái gì đây. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, bất kể một bên nào cũng có thể đẩy tên miền sang bên cái Blogspot được nhá. Đấy, thì đó là cái cách để chúng ta có thể nối được cái tên miền, và sau này các bạn không cần phải truy cập thông qua cái đường dẫn kiểu blogspot.com như thế này nữa, mà các bạn sẽ đi trực tiếp vào kiểu như là hoquanghien.com như thế này luôn. Đấy, thì đối với những bạn nào mà có tên miền mà theo mình thì tùy thôi, bạn nào mà muốn chi phí nó tiết kiệm các thứ ấy thì có thể dùng Blogspot làm thử một thời gian xem nó như thế nào. Còn ví dụ sau này mình có điều kiện thì mình nâng cấp sau chẳng hạn, ví dụ như thế. Còn như mình thì chơi luôn WordPress, dân trong nghề mà, thì nói gì nói làm nó hỗ trợ SEO nó tốt nhiều hơn so với cái Blogspot. Blogspot làm nhiều khi nó ức chế lắm, thậm chí chỉnh một cái giao diện thôi đôi khi nó mất 3-4 ngày rồi. Ok, thì đó là cái video hướng dẫn cơ bản của mình về cái cách để chúng ta có thể tạo được một cái Blogspot miễn phí thông qua cái nền tảng của Blogger. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video tiếp theo.